Thưa quý vị, năm 2022 này, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đảng bộ bộ phận tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác chuẩn bị đại hội đang được cấp ủy các cấp trên địa bàn thành phố chuẩn bị khẩn trương, đảm bảo tổ chức thành công đại hội. Thực hiện hướng dẫn của Đảng bộ thành phố về tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Huyện ủy Hòa Vang đã có chỉ thị số 18 về lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, cả về nội dung lẫn nhân sự đều được chú trọng. Trước đây chúng tôi có một cái đề án 05 về là kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở. Trong cái đề án đó đặt ra mục tiêu là phấn đấu là các đoàn thể chính trị xã hội ở dưới cơ sở là ít nhất 70% đảng viên là nắm cơ và tổ chức. Chính vì vậy lần này chúng tôi chỉ đạo đại hội và trước hết là rà soát lại cái hệ thống chính trị. Về nội dung thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo đại hội lần này là phải bám vào cái nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên, đặc biệt là một số cái nội dung mới của ban thường vụ thành ủy về phát triển Hòa Vang để chúng ta đưa vào cái giải pháp và cái văn kiện của từng cái chi bộ như vậy để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian đấy cho nó tốt hơn. Cùng với Hòa Vang thì hiện nay các cấp ủy đảng cũng đang tập trung chỉ đạo triển khai chuẩn bị đại hội chi bộ một cách chu đáo, đảm bảo tiến độ theo quy định. Tính đến nay, đảng bộ thành phố có 3.141 chi bộ trực thuộc, trong đó có 1.200 chi bộ tổ dân phố thôn. Thực tế là hiện nay đội ngũ bí thư chi bộ khu dân cư đa số lớn tuổi, trong đó từ 61 đến 70 tuổi chiếm đến 60%. Cùng với đó, công tác tạo nguồn rất khó khăn, nhiều khu dân cư thiếu đảng viên trẻ có năng lực uy tín để giới thiệu đảm nhận các chức danh ở cơ sở. Chính vì vậy, trong công tác chuẩn bị, các địa phương đang tập trung khắc phục khó khăn, đảm bảo nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đa số các chi bộ thì cái công tác nhân sự đều đã chuẩn bị tốt. Còn lại một vài chi bộ cũng là về cái công tác nhân sự là bí thư chi bộ mà rất là khó khăn. Điều này thì ban thường vụ đảng ủy đã phân công các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp về tham gia sinh hoạt với chi bộ để mà làm công tác nhân sự trong đầu tháng 5 và tháng 6 vừa qua. Đến nay thì cơ bản thì các chi bộ cũng đã ổn định. Bây giờ các bác hưu trí thì cũng lớn tuổi, cũng sức khỏe cũng nhiều vấn đề, cho nên là cũng đang tập trung. Hiện nay khi chi bộ khu dân cư ấy, thì khi đi kiếm các tìm các cái nhân sự phù hợp để tổ chức đại hội thì cũng khó khăn thật. Tuy nhiên là đối với quận Liên Chiểu thì chúng tôi sẽ từng bước để tháo gỡ cái việc này. Theo kế hoạch đã thống nhất, thời gian tổ chức đại hội chi bộ bắt đầu từ quý 3 và kết thúc trong quý 4 năm 2022. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của chi bộ, qua đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần quan trọng cụ thể hóa đưa nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 22 và nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng đi vào cuộc sống và đặt mục tiêu đề ra.